Cả mọi người, cảm ơn mọi người đã có một chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Ngày hôm nay em xin giới thiệu tới mọi người một sản phẩm, đó chính là combo bộ dàn nóng nước điều hòa của Hyundai Grand i10 đời 2008. Bộ sản phẩm ngày hôm nay em giới thiệu tới anh em là bộ sản phẩm của công ty HCC của Hàn Quốc. Dàn nóng cũng là HCC. Dàn lạnh cũng là HCC anh em nhé. À, em xin lỗi. Nốc. Tính cho tới thời điểm hiện tại thì Grand i10 nó sẽ có 4 mã lốc. Một mã gọi là mã này là mã đời thấp nhất này của Grand i10. Nó sẽ vẫn sử dụng là hai chân dưới, một chân trên, mặt bích là một mặt bích vuông. Bully thì chạy bản 40K. Còn với cái dòng cao hơn một chút thì nó vẫn chân xuyên nhưng vẫn là mặt bích vuông. Lên đời cao từ 2014 cho tới thời điểm hiện tại thì nó dùng chân xuyên và một mặt bích ngang. Trong những cái video của điều hòa Grand i10 em đã nói sơ qua rồi. Đây anh em cùng nhìn này, cái lốc được lắp ghép với nhau bởi 4 thân, một thân đầu, thân đuôi và 2 thân giữa. Đây một con ốc lục, bằng các con ốc lục giác sẽ xuyên qua thân để lắp ghép thân vào. Đây anh em nhìn nhé. Đấy, riêng cái hàng xịn của Hàn Quốc anh em nhìn này, HCC Korean. Đó. Đây chính là cái dàn nóng của nó anh em nhé. Dàn nóng này nó sẽ dùng chung đến đời 2012. Đây là cái tai này, để chúng ta bắt vào cái chỗ ba đờ sốc này. Vừa rồi thì em có vừa giới thiệu sơ qua anh em cái combo bộ sản phẩm, đó chính là nước điều hòa và dàn nóng của Hyundai Grand i10. Cảm ơn mọi người đã cùng một chút thời gian xem video của em. Anh em quan tâm tìm hiểu tư vấn về sản phẩm thì hãy nhấc máy lên liên hệ với em theo số 0769086333. Hỗ trợ kiểm tra lắp đặt thay thế tại gara ô tô BMT số 1 ngõ 319 Tam Trinh. Số liên hệ 0856727722. Em xin cảm ơn, hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp. Em xin chào.